Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Campuchia rút khỏi tam giác phát triển, không gây ảnh hưởng đến cơ chế hợp tác với Việt Nam. Ghi nhận từ báo Vietnamnet, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia khẳng định việc Campuchia rút khỏi tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam không ảnh hưởng đến các cơ chế hợp tác khác giữa ba nước. Ngày 24 tháng 9 tại New York, Mỹ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng ăn sáng và làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Sa-lùm-say Komasit và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Sok Chenda Sophia. Đây là cuộc gặp đầu tiên của ba Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nhằm triển khai kết quả cuộc gặp giữa Thủ tướng ba nước hồi tháng 12 năm 2023. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ đặc biệt với Lào và Campuchia và luôn mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ ba đảng ba nước và nhân dân ba nước. Ba bên bày tỏ nhất trí về tầm quan trọng của tình hữu nghị gắn bó mật thiết giữa ba nước đối với sự phát triển của mỗi nước, khẳng định mối quan hệ này là sự tiếp nối truyền thống khách quan, tất yếu, vốn có từ trong lịch sử quan hệ ba nước. Trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động, ba Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh vai trò và giá trị chiến lược của tinh thần đoàn kết, tin cậy lẫn nhau. Ba nước cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ba nước, về tầm vóc, ý nghĩa và giá trị lịch sử của quan hệ hợp tác giữa ba nước. Ba Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nhất trí tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả và làm sâu sắc hơn các cơ chế ba bên, đẩy mạnh hợp tác thực chất giữa Bộ Ngoại giao ba nước, tăng cường chia sẻ thông tin, quan điểm, phối hợp lập trường về vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia khẳng định việc Campuchia rút khỏi tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam không ảnh hưởng đến các cơ chế hợp tác khác cả về song phương và đa phương giữa ba nước. Ba Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao mong muốn ba nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đưa quan hệ hợp tác phát triển hiệu quả và thực chất hơn vì lợi ích của người dân ba nước, vì cộng đồng chung ASEAN và tiếp tục đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Tại trụ sở Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Bộ trưởng Ngoại giao Malawi Nancy Tempo chứng kiến lễ ký thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao. Với việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Malawi, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định đây là một cột mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, đề nghị hai bên triển khai trao đổi đoàn, tiếp xúc song phương để tăng cường hiểu biết, tin cậy chính trị và mở rộng cơ hội hợp tác. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển với Malawi, nhất là trong lĩnh vực thế mạnh như phát triển kinh tế, đổi mới và hội nhập, nông nghiệp, thủy sản, giáo dục. Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Malawi tìm kiếm nguồn tài trợ từ bên thứ ba như FAO, EU cho các dự án hợp tác phát triển nông nghiệp ba bên tại Malawi. Bộ trưởng Ngoại giao Malawi Nancy Tempo nhất trí đánh giá quan hệ song phương đã chính thức bước sang trang mới, bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực với Việt Nam. Malawi là quốc gia nằm ở phía Nam Châu Phi, phía Tây giáp Zambia, phía Đông Nam giáp Mozambique, phía Đông Bắc giáp Tanzania, diện tích 118.484 km², dân số 23,38 triệu người năm 2024, GDP 11,24 tỷ USD 2024. Với việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Malawi, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với tất cả các nước châu Phi và tuyệt đại đa số các quốc gia trên thế giới. Nhìn lại 25 năm tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam. Theo VTC News, 25 năm thành lập khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam ghi nhận nhiều dấu ấn thành công và mốc son hợp tác quan trọng. Trong 25 năm qua, ba nước phối hợp thực hiện nhiều hoạt động hợp tác chung, góp phần xây dựng khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam, không chỉ trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo và tăng cường sự kết nối, mà còn thúc đẩy giao lưu, trao đổi giữa quốc hội, chính phủ ba nước, các tổ chức và người dân ba nước. Sự phối hợp này thông qua hợp tác toàn diện ở các lĩnh vực giao thông vận tải, viễn thông, năng lượng, thương mại, đầu tư, công nghiệp, tài chính ngân hàng, nông nghiệp, du lịch, y tế, văn hóa, lao động, giáo dục, môi trường, khoa học và công nghệ. Tam giác phát triển khu vực biên giới Việt Nam, Lào và Campuchia TGPT-CLV được Thủ tướng ba nước quyết định thành lập năm 1999, gồm 10 tỉnh là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Việt Nam, Sekong Aptepil, Saravan, Lào và Stung Treng Ratanak Kiri, Mondun Kiri, Campuchia. Năm 2009, ba nước nhất trí bổ sung tỉnh Bình Phước, Việt Nam,
tỉnh Krathi, Campuchia và tỉnh Champasak, Lào vào TGPT-CLV. Trong 25 năm hoạt động, TGPT-CLV đã thông qua nhiều văn kiện hợp tác quan trọng. 1. Tuyên bố Viêng Chăn về xây dựng tam giác phát triển được Thủ tướng ba nước ký nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN 10 ngày 28 tháng 11 năm 2024. 2. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội khu vực TGPT-CLV được ba nước thông qua năm 2004. Tại Hội nghị cấp cao CLV6-2010 tại Phnom Penh, Thủ tướng ba nước đã xem xét và thông qua bản điều chỉnh quy hoạch tổng thể đến năm 2020. 3. Cơ chế chính sách ưu đãi đặc biệt cho khu vực TGPT-CLV. Tại Hội nghị cấp cao CLV lần 5-2008 tại Viêng Chăn, ba nước ký bản ghi nhớ về việc xây dựng các chính sách ưu đãi đặc biệt cho khu vực TGPT-CLV nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển trong khu vực và thu hút đầu tư bên ngoài. Đến HNCC-CLV6, lãnh đạo cấp cao ba nước đã thông qua bản ghi nhớ sửa đổi về việc xây dựng các chính sách ưu đãi cho khu vực. 4. Tuyên bố chung lần đầu thiết lập cơ chế hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV-2022. Trong 25 năm hợp tác, ba nước đã trải qua 11 hội nghị cấp cao HNCC với nhiều kết quả nổi bật. HNCC-CLV lần 3 Siem Reap 2024 khẳng định vai trò hết sức quan trọng của tam giác CLV và nhất trí phối hợp phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, xúc tiến hàng loạt dự án. Nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN 10 ngày 28 tháng 11 năm 2024, Thủ tướng ba nước đã ký tuyên bố Viêng Chăn về xây dựng tam giác phát triển và thông qua quy hoạch tổng thể tam giác phát triển. HNCC-CLV lần 4 Đà Lạt 2006 thông qua việc thành lập Ủy ban điều phối chung, nhất trí tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư, tăng cường phối hợp trong huy động nguồn lực bên ngoài, nhất là từ Nhật Bản. HNCC-CLV lần 7 Viêng Chăn 2013, Thủ tướng ba nước đã ký tuyên bố chung về hợp tác khu vực tam giác phát triển CLV, khẳng định cam kết phát triển khu vực tam giác thành một điển hình trong hợp tác khu vực của ba nước CLV. Nhất trí đẩy mạnh huy động nguồn lực, trong đó có vận động các nhà tài trợ để phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng. HNCC-CLV 8 Viêng Chăn tháng 11 năm 2014 nhất trí một số điểm chính về tăng cường kết nối ba nền kinh tế. HNCC-CLV 10 Hà Nội tháng 3 năm 2018 lần đầu tiên mở các đối tác phát triển, dự và đều thể hiện trách nhiệm đối với khu vực CLV. Điều này khẳng định vai trò của khu vực tam giác phát triển CLV trong cộng đồng ASEAN. Hội nghị cấp cao CLV 11 trực tuyến tháng 12 năm 2020 trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh do COVID-19. Về giao thông, các tuyến đường liên kết các tỉnh của ba nước trong khu vực tam giác phát triển được ưu tiên phát triển như quốc lộ 40 nối đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Kon Tum. Đối với Lào, đường 18B đã hoàn thành tháng 5 năm 2006 để nối thông với khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y của Việt Nam. Đối với Campuchia, Việt Nam cho Campuchia vay ưu đãi xây dựng đường 78 từ Ban Lung, tỉnh Ratanakiri đi Uadap, tỉnh Ratanakiri, dài 70 km, vốn đầu tư khoảng 26 triệu USD, khởi công từ tháng 1 năm 2007, hoàn thành tháng 3 năm 2010. Hiện các nước tiếp tục hướng đến ưu tiên nguồn lực cho phát triển các tuyến giao thông huyết mạch, phục vụ vận chuyển hàng hóa đến các cảng biển, trung tâm thương mại. Về năng lượng, Việt Nam đưa vào vận hành thủy điện Iali 720 MW, đầu tư các dự án thủy điện Sekaman 1, XKM1, bao gồm các nhà máy XKM1 290 MW và XKMXX 32 MW và tuyến đường dây 230 kV dài 70 km từ XKM1 ra biên giới. Nhà máy XKM3 có công suất 250 MW và 26,5 km đường dây 230 kV tới biên giới Việt Nam và Lào, cũng như nhiều dự án khác. Về thương mại, đầu tư, tính đến đầu năm 2024, Việt Nam có 248 dự án đầu tư sang Lào với tổng vốn đăng ký đầu tư của các nhà đầu tư Việt Nam là 5,44 tỷ USD và 206 dự án đầu tư sang Campuchia với tổng vốn đầu tư đăng ký phía Việt Nam là 2,91 tỷ USD. Trong khu vực tam giác phát triển thuộc Lào và Campuchia gồm 4 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Mondulkiri, Karati của Campuchia và 4 tỉnh Aptapeu, Savalavan, Sekong, Champasak của Lào, Việt Nam có 110 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 3,76 tỷ USD, chiếm 24,2% tổng số dự án và 44,3% vốn đăng ký đầu tư sang Lào và Campuchia nói chung. Trong đó, đầu tư tại các tỉnh tam giác phát triển của Lào là 65 dự án với số vốn là 2,09 tỷ USD, tại các tỉnh CLV của Campuchia là 45 dự án với số vốn là 1,67 tỷ USD. Các dự án đầu tư của Việt Nam tại khu vực này tập trung chủ yếu vào lĩnh vực trồng cây công nghiệp, xây dựng, khai khoáng và thủy điện,
Nhiều dự án đi vào hoạt động ổn định, có những đóng góp và tác động tích cực đối với phát triển kinh tế của địa phương thông qua việc đóng góp cho nguồn thu ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng thông qua các công trình dân dụng nhỏ như đường xá, trường học, trạm y tế, đóng góp cho công tác an sinh xã hội tại địa phương thông qua các hoạt động hỗ trợ tài chính, hoạt động giao lưu thăm hỏi, chương trình từ thiện. Tại Việt Nam, 5 tỉnh thuộc khu tam giác phát triển gồm Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước thu hút 521 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 6 tỷ USD. Trong đó lớn nhất là tỉnh Bình Phước, hiện có 455 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 4,7 tỷ USD. Đây cũng là địa phương duy nhất thu hút 2 dự án đầu tư của doanh nghiệp Campuchia tại khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư. Các dự án đầu tư vào khu vực CLV của Việt Nam tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, nông nghiệp, cấp nước và xử lý chất thải, xây dựng, kinh doanh bất động sản, bán buôn bán lẻ. Các đối tác đầu tư chính là Hàn Quốc, Vương quốc Anh, Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản. Ở chiều ngược lại, 5 tỉnh này đã đầu tư sang Lào và Campuchia 48 dự án với tổng vốn đăng ký là 1,91 tỷ USD. Trong đó chủ yếu là đầu tư vào khu vực CLV của Lào và Campuchia với 41 dự án, tổng vốn đăng ký là 1,65 tỷ USD, chiếm 44% tổng đầu tư của Việt Nam trong khu vực CLV của Lào và Campuchia. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!